xuống đi em ơi. Vào xuống đi, chơi thế đủ rồi đi. Ti 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 ti. Ôi giời ơi, bay qua rồi. Ti 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 ti. Vào đi. Vào. Ê, rồi ra đây nhá, để anh đóng cửa vào. Ti ti. Lần sau đi đâu bay từ từ thôi nhá, bay nhẹ thôi, bay như thế ta hết hồn đấy ti ạ. Này ăn đi. Ti 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 ti. Này. Ti 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 ti. Ti. Ti 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 ti. Đấy. Đại em nhá, hôm qua thả ra cái bay một phát mất hút luôn, làm các bạn mắng anh quá trời luôn. Chị, để em 4 cây mía chị. Để em đang mía trắng này này. Ăn con đi. Đâu, cháu về cháu cho chuột nó ăn. Cho chuột ăn. Vâng, cho con rúi. Đây, chị nhặt cho em được 4 cây mầm mập tí vào. Vườn này cũng bảo vệ. Cháu chào chú nhá. Chú để cháu một liều thuốc tẩy giun cho một con chó chú. Tiêm hay là uống hả chú nhỉ? Ờ vâng, cho ăn. Thế thì cho cháu con chó tầm nó khoảng 5 cân. Bác để cháu một ít rùi tiết đây về để cháu làm mồi cho con cún để cháu nó uống thuốc. Vâng, không cần nhiều nó nữa, cho cháu một ít thôi. Em mới vút lên một tiếng đàn. Kìa đàn đã so dày, cũng đàn đã nửa phím mơ. Ấy giời, đã về đến nhà. Quỳnh ơi, đừng cho chó ăn vội nhá. Ồ, Quỳnh vừa cho chó ăn à? Dạ, à, chưa cho, thế nào được rồi. Đây, hộ bố cái này. Mang cái này vào thái ra để nấu của nhà mình ăn. Ấy giời, ừ. À, mình chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay ấy, mình có đi mua lên một chút đồ về cho con rúi, mía về cho rúi. Với lại tiện là mình mua một chút lòng này này về để cho con cún nó ăn, rồi mình kẹp cho nó viên thuốc để tẩy giun. Thì thấy lòng ngon quá thì mình mua ít để về cho Quỳnh, để Quỳnh nấu, hắn chạy đâu bây giờ. Đây, muốn cho cái con chó này nó uống thuốc tẩy giun ấy là mình phải kẹp vào cái miếng lòng như thế này. Mình ấn vào trong ấy, sau là nó chỉ cần tập một cái là nó hết luôn. Đấy, nó về với gia đình mình là cũng được khoảng độ tuần lễ chục hôm rồi. Thì hôm nay là nó cũng khỏe hơn rồi, thì mình quyết định tẩy giun cho nó để cho nó béo hơn. Cún nhá. Này, tập, nhốt chừng thì mới hết. Đấy, đã xong. Đấy, đúng là khôn thì khôn nhưng mà vẫn bị lừa đúng không? Xong rồi đấy, thế là hết một cái viên thuốc tẩy rồi đấy. Này chạy đi à. Nhưng mà ở đây vẫn còn túi lòng, hắn không đi đâu đây này. Nhìn thấy túi lòng chưa? Rồi cho thêm miếng nữa. Này. Ôi, làm cái nút chửng luôn, không cần phải nhá. Nhìn cái khúc tre này nó tươi ngon, cảm giác còn hơn cả cái khúc mía các bạn nhỉ. Đây là cái thức ăn mà mình dành cho bé rúi ăn hàng ngày này. Ngày xưa ấy, lúc mình chửa nuôi rúi thì mình nghe ở trên các cái diễn đàn người ta chia sẻ là nuôi rúi này cực kỳ kinh tế cao, nó ăn ít và cái chi phí dành cho nuôi rúi này nó rất chi là thấp ấy. Thế nhưng mà chính thức khi mà mình vào nuôi rúi thì mình mới cảm thấy là cũng không đơn giản như là mọi người vẫn nghĩ đâu. Thứ nhất là cái thức ăn dành cho con rúi này là nó phải sạch này, nó phải không có dính mốc bụi. Nói chung là cái đường tiêu hóa của con rúi này nó rất chi là kém. Nếu như chúng ta mà cho ăn những cái cây tre hoặc cây mía mà nó bị mốc ấy, bị muỗi ấy, là nó rất chi là dễ bị đi ngoài. Cái cây mía các bạn nhìn kìa, mình còn nóc hết cả vỏ đi cho nó sạch cái phần ở trống. Còn cái cây tre kìa, đấy nó dính một tí đất là mình cũng đã cạo sạch vỏ đi cho nó.
lần nào cho chúng nó ăn là mình cũng toàn phải như vậy. Cho nên là hiện tại đến bây giờ thì hai bé dúi của mình là sức khỏe nó vẫn rất là tốt đấy. Chỉ chờ đến ngày mà nó sinh sản thôi. Đấy, thì bây giờ để mình ra ngoài nhé. Đấy, bây giờ mình mới có thời gian quay về bé Khuyên. À, cái chuyện bé Khuyên mà hôm qua bay đi sau đó là nó quay trở về ấy, đúng ra nó là một cái chuyện rất chi là vui đối với mình. Thế nhưng mà sau khi đăng video lên ấy, đọc bình luận của các bạn thì thực sự là mình cũng buồn đấy. Mình buồn bởi vì là có một số bạn hiểu mình thì không sao. Thế nhưng mà cũng có một số bạn ấy, tuy theo dõi mình từ rất lâu rồi, thế nhưng mà cứ kiểu như là chờ một ngày nào đó mà mình mắc một cái sai lầm nào đó là các bạn mắng mình luôn ấy. Thực sự là có một số bạn mắng mình để mình rút kinh nghiệm thì mình rất chi là cảm ơn. Thế nhưng mà cũng có một số bạn ấy mắng nó cũng rất chi là lặng lời, cứ nghĩ mình là coi thường cái người tặng, hay là nói chung là không biết quý cái đồ mà người ta gửi tặng mình ấy. Không phải đâu các bạn ạ. Tuy các bạn có mắng mình thì mình cũng buồn thật, nhưng mà cũng thôi, lấy đó làm cái kinh nghiệm. Ôi cái thằng sáo nó nghe tiếng mình nó bay ra đấy. Coi như là mình lấy đó làm cái kinh nghiệm để mà sau này mình sẽ rút kinh nghiệm hơn. Nhưng thực ra ấy, cái chuyện mà thả bé khuyên hôm qua ấy, là mình cũng đã từng làm rồi, nhưng mà mình làm ở trong nhà. Thì hôm qua mình mới dám mang ra ngoài sân mình làm thử. Thì lúc mà nó bay đi ấy, sau bắt đầu là mình cũng muộn rồi, chưa kịp quay cái đoạn video để mà đăng lên cái đoạn mà nó bay về. Thì trời tối rồi mình phải ghép video đăng lên cho các bạn luôn. Và ngay lúc đó thì một lúc sau là nó đã quay về rồi. Đó. Các bạn ạ, mình cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng là như thế này này. Trong cuộc sống ấy, ai cũng sẽ có những lúc mà nó gặp sai lầm. Ai cũng có những lúc mà nó phải trải qua những cái giai đoạn mà làm ăn nó mạo hiểm ấy. Thì mong các bạn hiểu rằng là nếu mà thành công thì các bạn động viên thì đó là một điều rất chi là đáng quý. Còn nếu như mà làm cái gì mà nó mạo hiểm ấy, mà không may thất bại thì các bạn cũng đừng có trách mắng nặng lời quá. Bởi vì là ai cũng vậy thôi, cũng đều muốn mạo hiểm để mà muốn đạt được một cái thành công mà chưa ai làm được ấy. Thì có người ở đằng sau ủng hộ thì chúng ta sẽ có thêm cái phần động lực hơn, đúng không? Mất gì câu nói, chúng ta cứ nói làm sao mà để cho người nghe nó dễ nghe hơn, mà gắn kết tình cảm yêu thương của chúng ta lại với nhau, thì đó mình nghĩ là một cái điều mà nó tốt hơn nhất đấy. Thôi cái chuyện bé Khuyên hãng từ từ đã. Để bây giờ mình ra xem cái thằng Yên Phụng này. Lúc lấy cái thằng Yên Phụng là mình để ở trên cái cây này cùng với lại cái con sáo. Thế nhưng mà cái con sáo nó nghe tiếng giọng mình là nó đã chạy ra rồi. Đây con Yên Phụng đây này. Đấy, đang rỉa lông đánh cánh rất đẹp trai. Đấy. Nhưng mà con này này nó chưa biết bay các bạn ạ, nó chưa tập bay. Cái con sáo kia kìa là lông cánh nó tốt hơn, bây giờ là nó đã tập bay được rồi. Sáo ơi. Sáo, ra đây, nhanh. Léo đéo chạy như trẻ con đấy. Gọi cái là nó ra luôn. Chích. Đây nha, bây giờ anh để em lên cây nhá. Để anh gọi em xem là em hay là thằng Yên Phụng bay ra trước thì anh cho ăn trước nhá. Đi, nào, im. Đây. Đừng có cậy có cánh mà bay trước nhá. Đứng im ở đấy nhá. Đứng im, chưa được bay vội. Nào, đây sáo đây. Nào, đi, bay được rồi mà. Mạnh mẽ lên chàng trai. Bay xem nào. Lúc nãy bay một đoạn từ đây ra chỗ mình đứng ở gần đấy con Khuyên rồi. Sao? Đây. Nó nhảy lên tận điện thoại. Chàng trai hôm nay mạnh mẽ thế đấy. Tuy này em hơi xấu mã một tí, em hơi gầy một tí, thế nhưng mà em rất chi là nhanh nhẹn đấy. Chỉ cần nghe thấy giọng anh Quế cái, ngửi thấy mùi thức ăn cái nán bay ra luôn. Thế nhưng mà cái con Yên Phụng này ấy là nó chữa bay được các bạn ạ. Thứ nhất là vì lông cánh của nó vẫn chưa tốt, và thứ hai nữa là kiểu nó vẫn còn yếu chim ấy, nó ăn no lắm. Bây giờ các bạn nhìn nhá, tuy là nó vẫn còn muốn ăn nữa, thế nhưng mà các bạn nhìn cái diều nó này, lúc nào nó cũng no như thế này mà nó vẫn còn kêu tiếp ấy. Đây mình để cho đứng ở trên cây ấy, thì là nó còn không kêu nhá. Nếu mà mình mà để nó đứng ở dưới đất á, nó kêu toáng lên, nó đòi ăn ghê lắm, ương lắm thế này. Mình mắng nó biết hay sao ấy. Rồi, để cho mấy con chim của mình nó chơi, nó phơi nắng ngoài này. Mình tranh thủ đi kiếm ít bèo tây để thả vào trong cái bể nuôi cá trê của mình nhá. Tưởng không nặng mà lạ không tưởng ghê.
ở miền Bắc thì bà con mình gọi đây là cái cây bèo, còn thì ở trong miền Nam là bà con trong đó gọi là cái cây lục bình, đúng không? Đấy, đúng theo như lời các bạn đã góp ý với mình là bảo mình lấy thêm ít bèo lục bình này thả vào trong cái bể nuôi cá chê lai của mình ấy, để cho con cá chê lai nó có cái chỗ để mà nó ẩn nấp thì là nó sẽ không bị sờ chét và nó không bị bỏ ăn. Và cái quan trọng nữa đó chính là thi thoảng là nó có thể là ăn cái lục bình này để mà nó phát triển thêm nữa. Thì nhanh chóng mình đã đi lấy thêm một ít về này. Đấy, mình nhấc cái quang này mình đổ vào đây đi, nhấc từng tí một lâu lắm. Úi trời ơi, cái bèo này cái rễ của nó hơi bẩn, thế nhưng mà mình không rửa bởi vì là mình vẫn nghĩ rồi, thi thoảng mình vẫn thay nước cho cái bể cá chê lai của này của mình ấy, thì nhân thể nếu mà sau này nước nó bẩn thì mình thay một thể thì đằng nào cũng thế thôi, đúng không? Đấy, cứ cho nó vào đây cho nó kín kín này. Hôm qua bố mình có che hộ mình cái tấm bờ rô xi măng này vào đây này, thì toàn bộ những con cá chê lai nó rút hết vào trong cái khu vực tối tối đây nhá. Chứng tỏ là nó cũng ưa cái chỗ bóng râm, và thứ hai đó là nó cũng cần một cái chỗ để mà nó ẩn nấp ấy. Thì cái việc mà các bạn bảo mình thả cái lục bình vào là mình thấy rất chi hợp lý, mình phải triển khai ngay. Đấy, các bạn tham gia cái gì đối với mình mà nó hợp lý là mình khoái lắm. Nhưng mà các bạn mắng mình mà lắng mắng nặng nời ấy, nhiều khi cũng tủi thân ghê ấy, đùa đâu. Nhiều khi một cái lời nói ấy, nó có thể là giúp một người nào đó đang ở một cái bờ vực thẳm mà có tự tin hơn trong cuộc sống. Nhưng mà có khi vì một cái lời nói mà đang một người đang bình thường tự nhiên trở lên coi như hết cái hy vọng trong cuộc sống ấy. Cho nên là chúng ta cứ gửi gắm nhau những cái lời nói nó tốt đẹp, đúng không các bạn? Mất gì câu nói, đúng không? Mình lời nói thì không mất tiền mua, cứ làm sao mà để cho ôn hòa cái tốt đấy. Ui giời, chết rồi, nhiều quá rồi sao ấy. Cũng không nhiều quá đâu, nhưng mà thế này mà sau nó nở ra là cũng nhiều đấy. Nhưng mà không sao cả, nó để mình lựa xem cái cây nào mà nó bị xấu quá thì mình vứt bớt ra ngoài, còn cây nào đẹp mà nó nổi được tốt tốt thì sau mình sẽ để đây đấy. Vậy là đã xong. Có một chú ở dưới sóng dưới đang lên nhà mình chơi, chú thích hoa quá đang ngắm. Dạ. Cám này, dế này, sâu này, đấy, nước đầy đủ chuẩn bị cho những cái con chim của mình mà tại sao chúng nó lâu sinh sản thế. Để bây giờ mình mở cái cửa ra mình cho ít sâu ít dế vào cho chúng nó nhé. Đây, từ cái hôm mà mình chuyển cái đàn trào mào này ra ngoài này để ghép sinh sản ấy thì cũng chưa quay về một lần nào cho các bạn xem, đúng không? Đây này, chúng nó ở trên đi kìa. Ở đây chú ngó mà. Đấy, cháu nuôi hai con chim để ghép đẻ chú ạ. Nó có bán không? Cháu không bán chú ạ. Dạ. Dạ vâng. Chú cứ ngồi xem ngắm hoa đi ạ. Chú đầu thích mấy cái cây hoa của mình thôi. Đây, cám này, sâu, dế lúc nào cũng đầy đủ nhá. Cắt. Chú bảo là mày trồng hoa kiểu gì mà giỏi thế. Cháu hoa trồng ở dưới đất đâm ra là nó phát triển mạnh ấy chú ạ. Cái con chim của mình ấy, đợt này nó khó sinh sản bởi vì là cái thời gian vừa rồi ấy, mình cũng có bắn cái avi này này, nó cứ ồn ào suốt ngày cho nên là chắc chắn là cái thời kỳ này là nó chưa thể sinh sản được. Thì kể từ bây giờ trở đi, nếu mà nó có sinh sản thì may ra mới sinh sản được các bạn ạ. Còn thì thực sự là khó đấy. Lần đầu tiên mình ghép chim trào mào sinh sản thì kinh nghiệm chưa có, và cái thứ hai nữa là nói chung là cách bố trí chuồng trại ấy, nói chung là nó chưa được phù hợp thì khả năng cao là nó cũng không thể nào sinh sản được. Thế nhưng mà cứ kệ nó đi, quan trọng là mình cứ cho nó đồ ăn thức uống thật tốt đi đã. Để bây giờ mình đóng cái cửa vào cho chúng nó ăn nhé các bạn nhé. Chắc là từ xa này các bạn đã nghe tiếng gà con của mình nó kêu rồi, đúng không? Đấy, đây. Vậy là những chú gà Tân Châu của mình chính thức chào đời được 4 con. Đấy. Đây, cái con này là nó lở ra lúc sáng các bạn này. Và 2-3 con này là nó vừa mới lở ra được lúc lẫy. Thế nhưng mà cái nứa trứng này ấy, căn bản là mình cũng bận ấy, không có thời gian đảo nhiều, đâm ra là trứng nó hơi bị sát ấy. Đây, điển hình như cái con này các bạn nhìn này. Đây, nó bị dính mất một chút cái vỏ trứng ở đằng sau đuôi nó này. Đấy, nếu mà bị sát trứng như này thì sẽ làm cho con gà con nó không được khỏe đâu. Thế nhưng mà thôi không sao, mình đã chót để nó bị như vậy rồi, thì khi nào mà nó khô lông khô cánh mà nó ăn được ấy thì mình sẽ cố gắng chăm sóc nó. Chỉ cần qua cái giai đoạn úm đầu tiên này ấy, nó khỏe lên cái nó ăn được là nó lại phát triển bình thường ấy mà. Đấy, còn những quả trứng này vẫn thấy bắn lắm, có khả năng là sau mình phải soi thử xem là có quả nào hỏng không.
thì trước tiên là được 4 con. 4 con ở đây cộng với lại 4 con ở trên Avi, thế là có 8 con gà tân châu con. Đấy. Bây giờ mình đậy vào ngay, không là nó rét đấy. Đấy là, đấy là. Ui ui ui, một cái đàn chim sẻ ghê chưa? Nó quấn quýt quanh ở cái vườn nhà mình. Cái từng này cát ở trong cái AV này các bạn nhìn có vẻ là hơi mỏng đúng không? Ờ hơi hơi mỏng, ghê chưa? Ui ui ui. Ui ui ui. Làm gì ấy, bọn chim này hâm à? Nó làm tổ ở trên đỉnh cái mái nhà nhà mình ấy. À, cái cát này nó hơi ẩm, đâm ra là mình đổ vào đây trước để sau này ví dụ mình có mua công về mình thả vào đây thì là nó chỉ việc ở luôn và nó không bị cái cát này mà nó làm ẩm chân. Đấy. Hôm nay mình bảo là mua thêm cái bạt về để quây vào đây thì nhưng mà quanh đi quẩn lại nó nhiều việc vườn quá ấy. Ồ mấy con chim này nó bị làm sao mà hâm thế nhỉ? Kìa kìa. Đấy. Chim với cò nhìn thấy người không sợ gì cả. Đấy thì tạm thời như thế này đã. Bởi vì đằng nào mình cũng chưa kịp đi mua công ấy. Thì bây giờ mời các bạn quay sang khu vực này. Đấy, xong cái chuồng công cái này mình triển khai ngay vào cái việc mà làm chuồng cho con rùa này và chuẩn bị xây bể cho con cá sấu. Đây. Cái bể cá sấu thì mình đã đổ thêm cái cát vào đây rồi. Xong cái đó là mai mình sẽ tiến hành là đổ bê tông láng cái phần đáy bể này và xây cái bể này nó cao lên một tí này, rồi mình rào B40 vào. Xong cái đó là chuyển hai bé cá sấu của mình ra ngoài này. Đấy, hai bé cá sấu bây giờ thì nó đang ở trong cái chiếc chuồng đấy, là mùa hè này là nó hơi bị thiếu nắng ấy. Đó, thì chuyển ra ngoài này cá này cho nó thoáng đãng rồi ánh nắng nó xuống là nó phát triển tốt. Thì đây bên này là vịt này. Vịt nhanh lớn chưa? Đây. Cái chim chim con. Cái ấy đã lên ông vai hết rồi này. Đùa đâu. Nhưng mà nó có 5 con đâm ra là nó chơi với nhau nó nhát người quá. Cái lúc bé thì nó không nhát người, như giờ lớn nó nhát người lắm. À, bây giờ có khả năng là mình phải kết thúc video ở đây để mình xem có một chút việc vườn gì đó mình làm không, và hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau nhé.